từ ngày 15 tháng 4 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức triển khai cấp hộ chiếu vaccine. Đáng chú ý là người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Bước 1. Các cơ sở tiêm chủng ra soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bước 2. Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Bước 3. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung, chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định. Vâng, như vậy là tôi cũng như là quý vị không cần phải thao tác gì mà chúng ta vẫn có thể được cấp hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên thì sẽ có những cái tình huống phát sinh, ví dụ như là trong trường hợp mà hộ chiếu vaccine của quý vị bị sai sót thông tin, hoặc quý vị đã tiêm vaccine thế nhưng chưa có dữ liệu trên hệ thống, lúc này thì cần xử lý ra sao? Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì quý vị có thể phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ là tiêmchủngcovid19.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.